Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 39, Sờ Cá Cát bên hồ trắng như tuyết, bên trên còn lấm chấm rất nhiều hoa trắng, thoạt nhìn cứ như một vùng tuyết trắng, cái hồ không rộng, nước bên bờ rất thấp, chỉ tới khoảng bắp đùi. Đáy hồ cũng toàn các trắng, lại thêm vào nước hồ trong vắt, khiến mấy con cá xanh băng đang bơi trong rất bắt mắt liêu đình nhạn đứng ở đó một lúc lâu không động đậy tư mã tiêu nhướng mày lấy làm lạ hỏi nàng không đi sờ cá sao sờ cá liêu đình nhạn bây giờ thật sự muốn bốc một nắm cát bỏ vào cổ áo cái tên tổ tông này không cô nói với giọng điệu cứng rắn trai thẳng tổ tông tư mã tiêu còn cứng hơn cô hắn đi đến trước bắt lấy một con cá để trước mặt cô sờ đi. Mặt hắn như viết kín câu nàng thật sự lười quá mức, thích sờ cá mà cũng chờ người ta bắt dâng tới trước mặt mới chịu sờ. Liêu đình nhạn tức sôi não, bắt lấy con cá vẫn đang động đậy định vứt lại xuống nước. Từ mã tiêu, nghe nói giống cá này ăn đẹp ra. Liêu đình nhạn ngừng tay, quyết định không giận thớt chém cá, dù gì cũng là tư mã tiêu tạo nghiệp, đâu có liên quan gì tới con cá nhỏ đẹp ra này. Tư mã tiêu, nàng sờ xong con cá này rồi có thể nướng lên ăn. Tư mã tiêu đã nhận thức sâu sắc được sự ăn được uống được của Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn, nướng ở đây luôn sao? Lúc họ vào đây có nhiều thủ vệ đến thế, chứng tỏ nơi này không đơn giản. Hiên ngang đi sờ cá người ta đã không nói rồi, còn nướng cá tại chỗ, hơi bảnh rồi ấy. Tư mã tiêu bảnh vậy đấy từ lúc liêu đình nhạn có không gian riêng thì luôn ra sức xây dựng cái không gian của mình thành hình cái chuông nhỏ muốn gì đều có thể lấy ra tại chỗ vậy nên cô vừa nói vậy không được tốt lắm vừa lấy đồ nghề ra nướng cái vỉ nướng này không khác thời hiện đại mấy cái này là do lúc trước cô thấy chủ một nhà hàng tự chế ra cái công cụ này để nướng thấy cũng ổn bền mua một cái còn đặt làm tận mấy bộ dành lúc cần ăn bờ ăn bụi còn cá này nhỏ quá Liêu Đình Nhạn dùng tay ước lượng con cá nhỏ nồng đượm linh khí, cảm thấy vẫn không đủ mình ăn mấy miếng, cô tự dưng muốn tự kiếm ăn, không thể chờ có sẵn vậy được. Lần này không cần tư mã tiêu nói, cô đã tự động xuống nước sờ cá, còn tư mã tiêu hoàn toàn không có ý giúp đỡ, ngồi trên cái đệm của Liêu Đình Nhạn, nằm liệt ra đó, như tên đàn ông ăn bám. Liêu Đình Nhạn cũng không quan tâm đến hắn, dù gì tư mã tiêu cũng không có ăn uống, cá cũng có mình cô ăn, tự bắt cũng chả sao. Cô vốn nghĩ rằng với tu sáu bậc hóa thần của mình, bắt mấy con cá chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng xuống nước được 10 phút, không ngờ cô lại không bắt được một con gì, bắt đầu không tự chủ được mà nghi ngờ về cuộc đời. Mấy con có thể trốn thoát khỏi tay cô có phải là cá không vậy? Tụi nó thật sự không biết thuật tốc biến gì đó sao? Con cá nhỏ trước đó vẫn còn thong thả lượn lờ trước mắt cô, chớp mắt đã mất tăm không tung tích, lúc nãy làm sao Tư Mã Tiêu bắt được thế? Cô đã dùng hết tất cả những thuật pháp mình có thể dùng rồi mà vẫn vô ích, cũng không dùng máy thuật pháp ghê gớm hệ điện chỉ để giật điện cá được, nếu không làm ra động tĩnh lớn lại kéo nhiều thủ vệ tới. Liêu Đình nhạn về tay không, âm thầm nằm cạnh Tư Mã Tiêu, tướng nằm y như con cá duy nhất đang nằm trên vỉ nướng tư mã tiêu liêu đình nhạn tuy là ngoài mặt cả hai đều im lặng từ đầu tới cuối nhưng thật ra trong đầu liêu đình nhạn đang lập đi lập lại một câu kịch liệt ai mà bắt được thật nhiều cá cho mình sẽ là người đàn ông tốt nhất trên đời này mình siêu thích siêu sùng bái luôn đàn ông biết bắt cá ngầu quá trời luôn á cho người ta có được cảm giác an toàn nè thật đấy cái con cá đó khó bắt chết được mấy người lợi hại lắm mới bắt được tư mã tiêu ấn chán ngồi dậy đi tới bên bờ hồ. Liêu Đình Nhạn cũng nhanh chóng ngồi dậy tới chỗ vỉ nướng đợi, lúc Tư Mã Tiêu Sách một sâu cá lớn quay về, Liêu Đình Nhạn còn hết sức bài bản đưa cho hắn một cái khăn trắng, niềm nở nói, vất vả, vất vả quá, mời lau mồ hôi à. Tư Mã Tiêu hoàn toàn không có giọt mồ hôi nào cầm lấy cái khăn lau lau tay, chỉ huy bảo, đừng có nướng hết đấy, chừa cho ta tô canh. Liêu Đình Nhạn, hà! ngài muốn ăn hà từ mã tiêu cá ta bắt ta không được ăn à liêu đình nhạn được 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 lúc làm cá liêu đình nhạn thầm nghĩ cái gì đã khiến tổ tông trước giờ không thích ăn uống mở miệng đòi ăn là do con cá dưỡng da này sao không phải là tình yêu ấy không ngờ hắn lại thích mình tới vậy thích tới nỗi tình nguyện khắc phục chứng biến ăn để ăn đồ cô nấu suy nghĩ đã này lung lay trong lúc ăn cá Mẹ ơi sao lại có con cá ngon như vậy? Cá nướng ngoài giòn trong mềm không tanh chút nào, cũng không bở nữa, vừa tươi vừa thơm, canh cá càng ngon hơn nữa, ngon muốn nuốt luôn cả lưỡi. Vốn là canh của tư mã tiêu, hắn chỉ ăn có mấy muỗng, phần còn lại đều bị liêu đình nhạn húp sạch. Ngon không? Tư mã tiêu chống cầm nhìn cô, trong mắt có chút hài hước. Ngon! Liêu đình nhạn ôm bụng no căn nói kết án, từ mã tiêu chịu ăn mấy mõng canh đó không phải là tình yêu tình ma gì hết, mà là do tô canh này ngon quá trời quá đất. cô tùy tiện nấu mà ra ngon như vậy, nếu để nhà bếp làm tỉ mỉ thì đúng là không thể nào tưởng tượng được. từ mã tiêu, lúc nhỏ ta ở Tam Thanh Sơn, mỗi ngày đều sẽ có người gửi rất nhiều đồ ăn tới, cũng có loại cá này, ăn nhiều quá có hơi chán ghét. liêu đình nhạn, thì ra không phải biếng ăn mà là kén ăn nếu mà hồi đó ngày nào cũng ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy, chả trách sao bây giờ không thèm ăn uống, mà nó, ngưỡng mộ ghê. Liêu đình nhạn xoắn cả tay lại, ngài xem xem, chúng ta gói mang về được không? Từ mã tiêu phất tay áo, vớt trống hết nửa cái hồ cá, tất cả đều được Liêu đình nhạn cất trong hộp bảo quản, thèm là có ăn ngay. Liêu đình nhạn, đủ rồi đủ rồi, để lại tí giống người ta còn đẻ tiếp nữa khoảng hồ này được gọi là vân không cảnh, cá trong hồ là uẩn linh phi ngư, 100 năm một con cá mới lớn được bằng bàn tay, chúng toàn ăn những linh khí ngưng động trên những thứ hạt, còn ăn thủy linh khí, vậy nên mới có màu xanh lam băng xinh đẹp. Lúc mới ban đầu, nơi đây được một vị có quyền lực của tộc tư mã khai khẩn, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, đã thuộc về tộc họ sư. Người quản lý ở đây là Sư Thiên Ký, em trai cùng cha khác mẹ của trưởng môn Sư Thiên Lũ, sư thiên ký bẩm sinh tham lam lại thích dựa dẫm cậy huynh trưởng là trường môn nên cũng không ít bảo bối về tay khoảng hồ và cá ở đây cũng là một trong số những bảo bối của y bình thường y cũng không nỡ bắt nhiều chỉ lâu lâu mới bắt hai ba con ăn đỡ thèm những đứa con cháu y yêu thương nhất cũng chỉ khi nào làm hắn vui vẻ mới được thưởng một con hôm ấy sư thiên ký vui vẻ tới bắt cá nổi cơn lôi đình tột độ trận phong ba sờ cá này đến cả Liêu Đình Nhạn ở ngoại phủ canh thần tiên phủ cũng đã nghe tới, bởi vì sự việc gây âm ý cả một phương. Vì bảo bối của mình bị trộm mất, sư thiên ký nổi trận lôi đình, nhất quyết không chịu bỏ qua, phái đi không ít các đệ tử để tìm ra tung tích kẻ trộm. Thân phận y như thế nào kia chứ, bảo bối của y bị mất đương nhiên cũng là chuyện lớn, tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ai cũng đang bàn xem kẻ nào lại to gan tới vậy, lại có được tu sáu như thế, dám làm ra chuyện này. Lúc Liêu Đình Nhạn nghe thấy bạn học xung quanh bàn luận, trong tay còn đang cầm một con cá khô thơm giòn mới chiên không lâu. Cô ngừng lại giây lát, nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng, nhất thời cảm thấy miếng cá trong miệng còn thơm hơn nữa. Thì ra là món đồ quý báu tới vậy, cảm thấy ngon hơn nữa rồi. Từ mã tiêu nghe thấy mặt vẫn không biểu cảm, nghịch mấy quả cầu nhỏ của mình đó là dấu hiệu báo trước của việc lại sắp ra ngoài làm việc. Liêu đình nhạn nhìn hắn lâu hơn, tư mã tiêu đột nhiên đưa tay kéo lấy cổ cô, giữ sau đầu cô xích tới hôn lên. Hắn chê bai, miệng toàn mùi cá. Liêu đình nhạn lau lau miệng, tiếp tục nhai cá khô rốp rốp. Cô ăn xong cá khô mới phân tích rất lý trí. Tôi đề nghị ngài kiếm gì đó ngon hơn cho tôi, vậy thì lần sau sẽ miệng toàn mùi gì đó khác, để tôi nghĩ xem mùi khô bò chẳng hạn. Từ mã tiêu, khô bò có gì đâu mà ngon. Liêu đình nhạn, thần thiếp đã ngán cái câu này của ngài rồi. Thần thiếp sao cũng được, cái gì cũng muốn ăn. Từ mã tiêu, dạo này nàng ăn nhiều quá, bụng có mỡ rồi. Liêu đình nhạn lập tức đứng dậy, nói năng lung tung, người tu tiên sao lại béo được? Từ mã tiêu, vậy thì là có thai rồi. Liêu đình nhạn nhũng chân ngồi xuống. Không thể nào, thần giao sao lại có thai được. Từ mã tiêu mặt hết sức thản nhiên, nàng chưa nghe câu rung động mà có thai, hả? Hắn nói như thật ấy, liều đình nhạn khủng hoảng nhìn hắn. Cái thứ lung tung gì vậy, mấy người chơi lớn vậy? Vậy mà cũng có thai được, vậy mà ngài cũng không làm biện pháp bảo vệ hả? Từ mã tiêu phì cười, hắn dùng ngón tay thon dài che lấy chán và mắt. Liều đình nhạn, ngài cười rồi vậy là ngài đang lừa tôi đúng không? Tư mã tiêu lắc đầu cười lớn, nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp như đang nhìn đứa thiểu năng. Liêu đình nhạn tức bốc khói, dương nanh nhe vốt nhào tới, muốn dạy cho tên ấu trĩ bắt nạt bạn học này một bài học lại bị hắn gác chân ôm lấy đè trên bàn học, không cử động được. Bị người khác trấn áp toàn diện, Liêu đình nhạn tức giận nghiêm túc nói, tôi phải giảm cân, giảm sạch mỡ trên bụng, sau này sờ sẽ không đã tay vậy nữa. Tư Mã Tiêu Lần này lúc ra ngoài trở về, hắn mang theo một con bò. Dù gì lần nào hắn cũng về nửa đêm, Liêu Đình Nhạn lần nào cũng bị hắn lai tỉnh. Lần này bị lai tỉnh nhìn thấy trong phòng còn có con bò kêu ụm ụm. Cô thật sự không nói nên lời. Con bò khoác một tấm đệm hoành tráng, trên sừng gắn châu báu, cổ vắt vòng quý, trang điểm lấp lánh báu vật, còn quý phụ hơn Liêu Đình Nhạn. Rõ là không phải mấy con bò bình thường, bò thường sao mà biết khóc xin tha cơ chứ? Bò nói tiếng người, xin tiền bối đừng ăn tôi. Liêu đình nhạn vùi đầu về lại chăn, không muốn đối mặt với cơn ác mộng nửa đêm canh ba như vậy. Lại bị tư mã tiêu nàng nặc lôi dậy, nàng đòi ăn thịt bò mà. Liêu đình nhạn nổi điên, đờ cờ mờ cái thứ anh đem về là bò hả? Không cần biết nó là yêu quái bò hay yêu tinh bò, tóm lại không phải bò tôi chỉ muốn ăn bò không biết nói liêu đình nhạn thờ ơ tư mã tiêu trông như đúng rồi cắt lưỡi đi là không biết nói nữa rồi hắn còn lạnh lùng liếc nhìn con bò đang khóc hu hu mặt mũi hầm hầm nói không được nói nữa con bò sợ nức nở nếu không nhìn cái thân hình cường tráng với cái giỏ lực lưỡng của nó thì thật sự giống một phụ nữ nhà lành tội nghiệp sự hung tàn của tư mã tiêu là trời sinh Liêu Đình Nhạn cũng muốn bắt trước con bò, đó nức nở, cô nắm lấy tay Tư Mã Tiêu, tôi thật sự không muốn ăn, xin ngài đấy tổ tông, đây, bụng này ngài sờ đi, sờ tùy thích, con bò này từ đâu đến thì cho nó về đó được không? Tư Mã Tiêu nắn cái bụng mềm mềm của cô, còn rất không vui, nàng dạo này càng lúc càng lớn mật rồi, không phải cái giọng hung dữ, dưới cái tình huống thế này càng giống là trách móc hơn. Liêu Đình Nhạn không những không sợ, thậm chí còn muốn mắng nhiếc, ông nói năng nhảm nhí cái gì vậy, tôi có lớn mật bằng ông nổi không? Mắng thầm trong lòng một cách bình tĩnh, miệng thì nhanh chóng nhận thua xin tha, đúng đúng, tôi gan cùng mình đấy, nửa đêm gây lộn không tốt, chúng ta ngủ đi được không? Sáng sớm hôm sau thức dậy, con bò trong phòng đã mất tiêu, Lưu Đình Nhạn còn tưởng tối qua mình nằm mơ, ai ngờ vừa cúi đầu lại nhìn thấy bé rắn đen đội cái lồng nhốt gà núi tới. Trong lồng có thêm một con bò bị thu nhỏ. Con bò bị biến nhỏ cũng làm quen nhanh lắm, đuổi theo hai con gà chơi cùng. Đồ ăn của rắn đen ngoài hai con gà ra còn có thêm một con bò. Liêu Đình Nhạn hỏi Tư Mã Tiêu, rốt cuộc con bò này có thân phận gì? Tư Mã Tiêu, vợ của một con yêu tinh bò. Liêu Đình Nhạn, ngài cướp vợ người ta về, yêu tinh bò có đi báo thù không vậy? Hơn nữa tự nhiên khi không bị cướp vợ, hơi thảm á. Từ Mã Tiêu suy nghĩ một lúc, nàng nói đúng. Sau đó hắn mất tích nửa ngày, bắt con yêu tinh bò về luôn, cho vợ chồng nó đoàn tụ. Hai con bò thu nhỏ ở trong một cái lồng khác, biến thành pet của bé rắn đen. Liêu Định Nhạn, một nước đi quá gập ghềnh. Chương 40, đụng chuyện mất rồi. Liêu Định Nhạn, cho hỏi ngài nghĩ sao vậy? Tư Mã Tiêu, sự đau đớn của hoạn nạn không nên chỉ để một người trong số đó gánh chịu. Tình cảm của chúng thắm thiết vậy thì phải để chúng cùng chịu đựng chứ. Liêu Đình Nhạn thấy nề thật sự, cô cứ nghĩ hắn sẽ thả chị bò ra cơ. Tên Tô Tông trước mặt cô, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, rõ là hắn nghĩ như thế từ tận đáy lòng, càng không cảm thấy như vậy có gì sai. Xếp ơi, anh có nhân cách chống đối xã hội à? Không bao lâu sau, Lưu Đình Nhạn phát hiện cặp vợ chồng yêu quái bỏ kia không những trả thù hận gì Tư Mã Tiêu mà còn kính trọng hắn lạ thường. Lúc nào cũng muốn lấy lòng xếp lớn thâm sâu khó lường, cực kỳ trông mong trở thành tiểu đệ của hắn. Vậy nên chúng chủ động gánh vác trọng trách làm vật hy sinh. Hai con gà núi nhỏ được chăn thả với cả bé rắn đen đều đã được lên chức trở thành đại ca của vợ chồng yêu tinh bò. IQ của bé rắn đen không cao mấy nhưng thừa kế sự nhạy cảm với con người từ tư mã tiêu, thái độ sống tuy khác với Liêu Đình Nhạn nhưng hiệu quả lại như nhau, còn có thêm cái nét đần độn ngây thơ ngáo ngơ, tóm lại là IQ như cọng gân. Từ Mã Tiêu đối xử với nó không tốt lắm nhưng vẫn luôn bao dung, Liêu Đình Nhạn thường ngày hay mang cho nó ít đồ ăn nước uống, lâu lâu còn xoa đầu nó, chơi ném đĩa thú cưng với nó. Vợ chồng yêu tinh bò âm thầm trò chuyện với nhau, suy đoán vị tiền bối nhốt chúng lại có khi là một con yêu tinh rắn. Do tu sáu quá cao nên chúng không nhìn ra được nguyên hình của hắn. Con bé rắn đen chính là con do tiền bối và cô gái kia sinh ra. Chắc chắn là cô gái kia sinh, chỉ có đối xử với người phụ nữ của mình, với mẹ của con mình mới bao dung như vậy thôi. Yêu tinh bò nói chắc như đinh đóng cột, vợ nó cũng gật đầu đồng ý. Vì thế chị gái bò cũng hết sức nhiệt tình niềm nở với người phụ nữ của xã hội đen, còn có ý đồ muốn lôi kéo cô. Tôi chạy nhanh với vững lắm, cưỡi trên người tôi rất thoải mái. Liêu Đình Nhạn, thôi thôi cảm ơn. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong mắt cặp vợ chồng kia là như thế nào, cô nhìn cặp đôi đã biến thành kích cỡ như nắm đấm còn âm mưu trà trộn vào phía địch kia, lại mở mang tầm mắt thêm lần nữa với cái thế giới kẻ mạnh là tất cả này. Nếu Tư Mã Tiêu mà muốn thì với thực lực hiện tại của hắn chắc chỉ trong vài phút là kéo được một đám quân phản kháng ở canh thần tiên phủ thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý làm vậy, tự biên tự diễn đến mức hoang tưởng. Các người đông vậy có ích gì, ông đây một mình cân hết. Đây chắc là miêu tả thực tế tâm lý của tư mã tiêu, đúng là ngạo mạn. Người đàn ông như hắn sẽ không coi hai con yêu tinh bò nhỏ nhoi ra gì, liêu đình nhạn đã không ăn thì hắn sẽ nhanh chóng quên chuyện này đi. Hai con yêu tinh bò biến nhỏ chỉ đành duy trì tình trạng này, biểu hiện siêng năng cần mẫn hy vọng một ngày nào đó có thể được tư mã tiêu thu nhận. Lại là một ngày Lưu Đình Nhạn ra ngoài đi ăn một mình, giờ đã sắp thay mùa tới nơi rồi, cô chuẩn bị mua ít y phục, vì vậy lần này mang theo cả thị nữ ra ngoài, bốn cô thị nữ, hai tên hộ vệ, có thể coi như đại tiểu thư ra ngoài phiên bản chất lượng thấp. Thần học phủ toàn phú N, N. đại, giàu có cùng cực, ai nấy đều tiêu xài phóng khoáng, kéo thẳng GDP các phố phường quanh đó lên, khoảng lân cận học phủ này có thể coi là nơi nhộn nhịp nhất ngoại phủ canh thần tiên phủ. Tất nhiên là cũng không thiếu những sạp váy áo trang sức, nước hoa mà các tiểu thư phu nhân yêu thích nhất. Nơi Liêu Đình Nhạn thường đến nhất là vân y tú hộ lớn nhất con phố, chuyên bán các phục sức nữ tử cao cấp, mấy ngàn loại vải được chế tác thành những con bướm đủ màu sắc, bay lượn trong căn phòng thoáng đãng cung cấp cho các khách hàng nữ những loại vải để lựa chọn cho hợp ý có y phục đã may sẵn, cũng có y phục được đặt may. Tới được mấy lần thì Lưu Đình Nhạn giải ra một nắm linh thạch, trở thành khách VIP của cửa hàng. Vừa vào đã có người hầu cười tươi như hoa đưa cô đưa cô vào sảnh hoa nhỏ đặc biệt để xem chất vải và các kiểu dáng y phục. Khách VIP ở đây có sảnh nhỏ, tránh phải đợi ở ngoài cùng những người khách khác, còn có người phục vụ cả quá trình mua sắm, cực kỳ ân cần, không hề kém cạnh nhân viên hai đi lao. Mời tiểu thư xem thử đây là loại vải mới về trong tháng này, sợi tinh vân, vào ban đêm vạt áo sẽ chiếu sáng lấp lánh, như giải ngân hà trên trời vậy, cực kỳ đẹp đẽ. Hơn nữa những ngôi sao này sẽ khéo leo khắc lên trận Pháp, chống bụi cơ bản thì không cần phải nói, còn có thể phòng ngự, người hầu giọng nói trong trèo rõ ràng giới thiệu từng món hàng mới. Còn có loại gấm đoạn hoa này nữa, loài hoa được vẽ trên gấm này không phải hoa thường đâu, nếu là người bình thường thì đừng nói đã từng nhìn thấy đến nghe còn chưa nghe đến bao giờ. Hoa này có tên gọi Nhật Nguyệt U Đàm, cực kỳ lợi hại. Lúc người hầu giới thiệu tới đây, vẻ mặt tôn kính nghiêm túc, chắc cô cũng biết tộc Tư Mã phồn thịnh nhất canh thần tiên phủ rồi đấy. Loài Nhật Nguyệt U Đàm này được coi là hoa sinh mệnh của những vị đại nhân đó, ít có người có thể thấy được dáng vẻ thật sự của hoa, hoa văn này chỉ có vân y tú hộ của chúng tôi mới có đấy. Liêu Đình Nhạn, ừm, đẹp đấy. Nhưng Liêu Đình Nhạn là người đã nhìn thấy loài hoa này, thậm chí còn từng ăn nữa, cô phát hiện hình dáng đóa hoa có gì sai sai, lá cũng không được đúng. Có điều hoa thêu thật sự đẹp, hoa thêu hai màu đen trắng nhưng không đơn điệu mà lại còn chuyển động theo ánh sáng, chắc là không phải dùng chỉ bình thường, cũng không phải thêu bằng phương pháp thông thường. Người hầu giới thiệu hình như rất tự hào về loại hoa văn độc đáo này, thứ vải hoa này trước giờ khó kiếm. Vân y tú hộ chúng tôi mỗi năm cũng chỉ có mười mấy sắp, lúc nào cũng không đủ bán. Liêu đình nhạn thấy nàng chém cật lực đến thế, gật gù, vậy lấy kiểu này với vải tinh quang ban nãy đi. Người hầu cười híp mắt tiếp tục giới thiệu với cô loại tiếp theo, cô xem cái này, đây là sợi vàng nung chảy. Vừa nói được một câu, một cô y thị mặc áo xanh đã vội vã chạy từ ngoài vào, nhỏ giọng nói gì đó với nàng mấy câu những y thị ngoài sảnh hoa nhỏ đều là y thị áo lam, cấp bậc cao hơn y thị áo xanh một chút. Sau khi nghe y thị áo xanh nói xong, y thị áo lam nhíu mày, cáo tội với Liêu Đình Nhạn rồi đi sang một bên nói chuyện. Tuy Liêu Đình Nhạn không cố ý nghe ngóng nhưng tu sáu của cô nằm trình hình ra đó, nghe thấy rõ mồn một. Hình như bên cạnh có đại tiểu thư vai vế khá cao được mắt mớ vài đoạn hoa nhật nguyệt u đàm, đòi mua hết toàn bộ, vì thế sắp vải ban nãy liêu đình nhạn vừa chọn cũng phải mang đi cho nàng ta nếu là người tính tình nóng này nghe thấy phải nhường thứ mình thích đi thì chắc chắn sẽ nổi đóa thế nhưng liêu đình nhạn chẳng hề hấn gì dù gì cô cũng không nhất quyết phải có được sắp vải đoạn hoa nhật nguyệt u đàm này dù sao hoa văn cũng không ổn lắm nhìn cứ như hàng giả một lúc sau y thị áo lam gồng mình bước tới rất tội lỗi dè giặt cười trừ thật sự xin lỗi quá vài đoạn hoa nhật nguyệt u đàm này đã được đặt trước rồi, là do tôi sơ suất, không biết chuyện này. Để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay quý khách có thể tùy ý chọn 20 sấp vải mới ở đây, coi như tạ tội, như thế có được không? Chuyện này nói ra không cách nào làm vừa lòng được, chủ yếu là xem ai có quyền thế hơn, ai không đắc tội hơn. Người hầu mang chuyện danh vải nói thành lỗi của mình cũng để tránh xảy ra tranh chấp, làm lớn chuyện thị nữ phía sau Liêu Đình Nhạn là do Vĩnh Linh Xuân chọn ra và dạy dỗ, tính tình cũng nóng nảy, ở dạ du cung ngang ngược thành thói rồi, đến thần học phủ không đắc sủng như trước, thường xuyên bị tiểu thư lạnh nhạt, đang nóng lòng muốn tỏ lòng trung thành giành được sự yêu thích của tiểu thư, hiện giờ đụng chuyện, các nàng còn tức tối hơn cả Lưu Đình Nhạn, lập tức đứng ra xung phong đi đầu. Cái gì mà sơ suất, ta thấy là có người giành đồ của tiểu thư nhà ta, Mắt chó các ngươi coi thường người khác, không dám đắc tội mới muốn tùy ý tống cổ chúng ta đi như thế phải không? Đúng đấy, ai tới trước thì giành phần hơn, lý nào lại bắt chúng ta nhường? Các ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không? Tiểu thư nhà ta là đại tiểu thư của Dạ Du cung, cháu ngoại của Mộ Tu lão tổ Mộc phủ. Liêu Đình nhạn một chữ còn chưa nói đã bị mấy thị nữ tương tước giành lấy hết, các nàng tán dương bợ đít rất ghê gớm phản bác người khác cũng rất ghê gớm, chỉ là có một vấn đề. Cái giọng điệu với cách nói chuyện này thật sự rất giống mấy nha hoàn hổ mượn oai hùm bên cạnh mấy cô diễn viên phụ độc ác tuyến 18, cái kiểu chờ nữ chính tới vả cho ấy. Hứ, một cái giả du cung còn con. Cổng sảnh hoa có tiếng cười lạnh vọng tới, dù đích thân cung chủ dạ du cung với mộ tu lão tổ có tới thì cũng chỉ có thể khách khí trước mặt ta. Thấy chưa, đã nói mà, người vả mặt tới rồi kìa. Em gái đứng bên đó từ trên xuống dưới tỏa mùi sang chảnh, vắt bên người tận mấy cái linh khí cao cấp quý hiếm, trang sức trên tóc không chỉ đặc biệt tinh tế mà còn có rất nhiều trận pháp cấm chế, quần áo, giày dép, phụ kiện trên người không có món nào là soàn. Không chỉ nàng ta mà cả bọn nam nữ hầu cận bên cạnh ai nấy cũng cao quý nho nhã, còn có một đám hộ vệ tu sáu cực cao, có bốn người là tu sĩ hóa thần cùng bậc với Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn giật thót cả tim. Cô biết cô nàng lấp lánh ánh sao này là ai? Lúc trước cô với Tư Mã Tiêu còn sống ở Bạch Lộc Nhai, có một lần tên tổ tông đó nổi đóa, khi không đi nhốt cô lại cấm túc ở Bạch Nhạn Phi Các. Đó là các các lầu nhỏ có thể bay trong không trung, kéo bởi một bầy nhạn trắng ấy, đấy là đồ của con gái cung chủ Nguyệt Chi Cung, Nguyệt Sơ Hồi. Lúc ấy Tư Mã Tiêu dắt theo cô, đá bay mất chủ nhân của Bạch Nhạn Phi Các là Nguyệt Sơ hồi đi mất. Vì lúc bị đá bay, vẻ mặt của em gái xui xẻo đó quá đặc sắc khiến cô ấn tượng sâu sắc, nhớ tới giờ. Đó không phải là em gái mặt mày mỉa mai đang đứng trước mặt cô lúc này sao? Cái nhân vật mang hình mẫu tiểu công chúa trong nội phủ canh thần tiên phủ sao lại chạy tới ngoại phủ làm gì? Cái nghiệp này là cái nghiệp nào? Chuyện này nói ra đúng là có liên quan tới Tư Mã Tiêu. Trước đó hắn giết chết nhiều nhân vật lão làng trong nội phủ tới vậy, các lão tổ tông bế quan của các nhà đều bị hắn làm chết với bị thương rất nhiều, gây ra không ít hỗn loạn. Tuy trưởng môn và những người khác đã dốc hết toàn lực phong tỏa tin tức nhưng họ đều biết Tư Mã Tiêu sẽ không bỏ qua mọi chuyện, gần đây trong nội phủ canh thần tiên phủ, lòng người đều hoang mang. Cung chủ Nguyệt Chi cung cũng bị thương không nhẹ trong trận chiến đó, trong Nguyệt Chi cung phát sinh không ít việc. Bà ta bận đầu tắt mặt tối, lại lo lắng Tư Mã Tiêu trở lại báo thù, vì thế đã gói con gái lại gửi tới một nhánh ở ngoại phủ, để nàng nhẹ gánh, cũng tránh cho nàng rước họa. Từ lúc bị Từ Tạng Đạo Quân đạp cho một cước không thương hoa tiếc ngọc, trái tim thiếu nữ của Nguyệt Sơ hồi cũng tan nát mất, u uất buồn bã một thời gian, tính tình cũng càng lúc càng nóng nảy, lần này bị mẫu thân gửi tới đây, Nàng càng phiền toái hơn nên mới cùng mấy vị tiểu thư ở phân nhánh của Nguyệt gia ở ngoại phủ xuống phố xem y phục mới. Nàng không thích thứ vải đoạn hoa Nhật Nguyệt U Đàm kia lắm, dù gì từ nhỏ tới lớn nàng muốn gì mà không có, nàng đã từng nhìn thấy Nhật Nguyệt U Đàm thật sự. Có điều không thích không có nghĩa là nàng không muốn, thứ nàng muốn, người khác không thể có được. Liêu Đình Nhạn lần này đúng là xui tận mạng đụng trúng thùng thuốc nổ nhà người ta. Trông thấy sự việc hết thiện lạnh nổi, Liêu Đình Nhạn đứng dậy, lùi trước một bước, nếu cô đã thích vậy thì cho cô đấy. Cô tự cảm thấy giọng điệu của mình vẫn rất thiện trí, cô còn cười nữa ấy. Người ta quyền to chức trọng, để tránh thiệt thòi, cô quyết định đi trước cho đỡ chuyện. Vậy mà Nguyệt Sơ Hồi không cho cô đi. Ta đã cho người đi chưa? Nguyệt sơ hồi không nhìn ra khuôn mặt vĩnh linh xuân của cô nhưng cũng không thể ngăn cản nàng cảm thấy Liêu Đình Nhạn đáng ghét. Ngươi là người của dạ du cung. Liêu Đình Nhạn thản nhiên, đúng vậy. Nguyệt sơ hồi chỉ cười lạnh, tự nàng không cần nói gì. Mấy người bên cạnh đã bắt đầu dở giọng điệu hạ nhục, làm cho mấy thị nữ đứng sau Liêu Đình Nhạn tức tới đỏ mặt tía tai. Liêu Đình Nhạn sừng sững bất động, mắt còn không thèm nhìn lên. Nguyệt sơ hồi muốn hạ nhục cô, không ngờ cô chẳng có phản ứng gì, càng thêm tức giận. Trùng hợp là lúc này bé rắn đen vắt trên cổ chân Liêu Đình Nhạn đã thức dậy, ngóc đầu lên xem. Nguyệt sơ hồi nhìn thấy bé rắn đen, lập tức nghĩ tới con mãng xà đen từ tạng đạo quân nuôi, tâm trạng càng khó ở hơn, hết cầm với Liêu Đình Nhạn ra lệnh, để con rắn này lại cho ta, ngươi cút đi, sau này đừng để ta thấy ngươi nữa, nếu không lấy mạng nhỏ của ngươi chỉ bằng một câu nói. Liêu Đình Nhạn bắt lấy bé rắn đen nhét vào trong tay áo. Bạn gì ơi, bạn có biết không, lấy mạng của bạn cũng chỉ bằng một câu nói thôi á. À? chương 41, xin ngài đấy tổ tông. Ngàn trượng sâu dưới sơn mạch, có những cái động hình thành từ linh khí nhiều năm, những cái động này muôn hình vạn trạng, giống như những mô mạch nhỏ trên linh mạch của người. Linh khí quản mạch đan xen nhau sẽ kết thành từng mảnh linh trì ở sườn núi, linh trì ở đây là tim mạch quan trọng nhất của một ngọn linh sơn bóng dáng cao cao thon dài đen huyền cúi người bên linh trì hắn nhịp ngón tay chất dịch màu đỏ ánh kim rơi vào linh trì cứ như sao hỏa rơi xuống tử trì ngọn lửa lan rộng trong linh trì nhanh chóng bừng cháy lên không một tiếng động linh trì bùng cháy tỏa ra linh khí nồng đậm hơn lan ra ngoài xuyên qua những không động kia ngón tay trắng lạnh của bóng đen khẽ động xua tan mớ linh khí đang tụ lại, quay người bước đi. Địa điểm của linh trì không dễ dàng tìm được, muốn tới cạnh linh trì cũng không hề dễ, nếu không phải vì linh sơn trong canh thần tiên phủ đều có ít nhiều dính líu tới phụng sơn linh hòa, tư mã tiêu cũng không tìm ra nơi này. Ở phía sau hắn, ngọn lửa hắn để lại bắt đầu chầm chầm tản vào linh khí, bừng cháy khắp nơi gần như tất cả những người thuộc tộc họ sư đều sống trong mấy sơn mạch linh sơn trong nội phủ canh thần tiên phủ. Cung điện của mấy vị cung chủ và trường môn cũng nằm ở đây, còn có quảng trường tế đàm, thần điện phụng sơn, tất cả đều nằm trong trung tâm sơn mạch. Mà linh trì của những sơn mạch này hiện giờ đều đã bắt đầu bùng lửa ảm đạm, chỉ đợi có một ngày gió đông thổi đến. Từ mã tiêu rời khỏi sườn núi, một nam tử mặc áo bào có gia văn sư thị đang đợi lệnh bên ngoài ánh mắt nam tử trống không, vẻ mặt tôn kính. Từ mã tiêu đi qua cạnh chàng, điểm nhẹ giữa chán chàng, chàng cũng không hề phản ứng, chỉ là lúc lâu sau chàng tỉnh đôi chút, cũng không có gì lạ mà theo hướng ngược lại rời đi. Đã có không ít những người như nam tử này trong nội phủ, đều là những đệ tử thuộc gia tộc ngoài rìa có vai vế không cao lắm, tu sáu cũng không mấy cao, vì nhiều nguyên nhân mà không được coi trọng ở trong nhánh chính của mình. Đây đều là những mồi lửa, do tư mã tiêu chọn ra, đến ngày hôm ấy, hắn muốn xem một phen náo nhiệt, vẫn cần những mồi lửa này châm ngòi. Đồ vật cồng cành dĩ nhiên là không dễ dây vào, thế nhưng chính bởi vì thân hình to lớn mới có không ít người bỏ qua nơi này. Gốc cây đã cắm sâu, không có cách nào bật gốc được những bỏ một ngọn lửa vào trong giữ thân cây thì sẽ ra sao? Đại khái là lửa bùng lên thiêu cháy dữ rồi. Hôm nay trên người không dính máu, cũng không thấy có đồ chơi gì có thể mang về từ mã tiêu đi đến cổng sân mới phát hiện mình đi tay không không biết đã thành thói quen từ bao giờ quay về cứ phải mang theo gì đó bỏ đi nếu hôm nay đã không đem gì về không lay cô tình là được rồi tự biên tự diễn xong hắn bước vào phòng cô không có ở đây lúc trước mỗi lần hắn về đều có một cục nổi lên trên cái giường to kia trong phòng tỏa mùi hương nhàn nhạt, nhạt trên cái bàn nhỏ cạnh giường còn có vụn mấy món đồ ăn vặt với một bình linh dịch lớn cái kính ngàn giảm sẽ được treo ở bên giường phát ra âm thanh lảnh lót lửa bên trong lúc nào cũng tắt múm nhưng bên ngoài sẽ có treo một dây hoa đèn không sáng lắm bóng bông hoa sẽ rơi lên đất và rìa giường nhưng hôm nay trong phòng hết sức yên ắng mùi hương đã bay đi khá nhiều có chút cô quạnh lạnh lẽo đèn hoa cũng không sáng cô lại chạy ra ngoài chơi rồi Tư mã tiêu ngồi trong bóng tối một lúc, tâm trạng không dễ chịu lắm, đứng lên chuẩn bị đi tìm người túng về đi ngủ. Hắn vừa đứng lên đã nghe thấy có gì lục đục bên ngoài cửa sổ, bé rắn đen chuồn vào từ mép cửa, nhìn thấy hắn liền hí hứng ngoắc đuôi mấy cái, nhào tới ngậm lấy góc áo của hắn. Từ mã tiêu cúi đầu nhìn cái con thú cưỡi đần độn mình nuôi đã nhiều năm nhưng đầu óc li ti tứ chi phát triển này. Không biết nó muốn biểu đạt cái gì uốn éo cái thân sắp nát áo tới nơi. Nhà ra. Bé rắn đen sợ sệt nhà miệng, tủi thân cuộn vòng trên đất. Đột nhiên nó lại nằm cứng đờ ra đất, nằm một cách cứng đơ. Từ mã tiêu nhìn nó một lúc, thần sắc dần lạnh lại, hắn hỏi, liêu đình nhạn. Bé rắn đen nghe thấy cái tên này, xoắn suýt cuộn một vòng, lại đổi một tư thế cứng ngắt khác nằm lan ra mặt của tư mã tiêu lạnh như sắp đóng băng tới nơi, hắn nắm lấy con rắn đang cuộn tròn dưới đất lên vứt ra ngoài. Đi tìm nàng ấy. Bé rắn đen rơi xuống đất biến thành mãng xà đen, tư mã tiêu dẫm lên người nó, được nó trở nhanh như chớp tới biệt cung tử Lưu Sơn ngoài thần học phủ. Biệt cung này hiện giờ là nơi ở của Nguyệt Sơ Hồi, cả biệt cung được xây trên núi, Nguyệt Sơ Hồi đang sống ở cung điện Vân Đài ở nơi cao nhất đỉnh núi, mấy chục thị nữ với hơn trăm thủ vệ đang ở đây chăm lo cho cô công chúa nhỏ này. Nguyệt sơ hồi sống ở cung điện tốt nhất của biệt cung, mà Liêu Đình nhạn thân là tù nhân, tất nhiên sống ở cung lao giam giữ. Lúc đó ở vân y tú hổ, Liêu Đình nhạn không chịu giao bé rắn đen ra, còn thả bé rắn đen đi ngay trước mắt Nguyệt sơ hồi, chọc tức cô công chúa nhỏ này, lập tức cho người trói cô mang về nàng còn tưởng rằng Liêu Đình Nhạn là nhân vật thấp cổ mổ họng Vĩnh Linh Xuân gì đó của dạ du cung, hoàn toàn không sợ sệt, cho người xử lý một trận rồi tùy tiện nhốt vào địa lao tâm tối lạnh lẽo, sau đó quên mất chuyện này đi. Trận xung đột đó đã qua mấy hơn một ngày, Liêu Đình Nhạn đã ngủ được hai giấc rồi. Lúc Tư Mã Tiêu tìm thấy cô, phát hiện Lưu Đình Nhạn co quắp lại nằm ở một góc, mặt mày trắng bạch, cực kỳ đáng thương. Hắn xài bước tới trước, nửa sổm bên người liêu đình nhạn đưa tay ôm lấy mặt cô trong địa lao rất lạnh gò má cô cũng lạnh tư mã tiêu ban đầu nghĩ rằng cô đang hôn mê sau đó mới biết là cô ngủ mất đất rồi tư mã tiêu dậy đi liêu đình nhạn mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm dữ tợn của tư mã tiêu nghe thấy hắn hỏi nàng tỉnh rồi à ngủ đã không cô vô thức gật đầu cũng được nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt kia sắp nổi cơn dữ tợn, cô lập tức tỉnh táo, sửa miệng ngay tức khắc, không thoải mái chút nào, khó chịu lắm luôn á. Cuối cùng ngài cũng đến cứu ta rồi oe oe oe. Tư mã tiêu, đứng lên. Liêu đình nhạn hít một hơi, không phải tôi không muốn đứng mà là đứng không nổi. Lúc này tư mã tiêu mới phát hiện tình hình của cô quả thật không ổn lắm, cô đã trúng nội thương, linh lực cũng bị áp chế, Liêu đình nhạn nhìn sắc mặt của hắn, hắn giọng tiểu tụy nói, chuyện là thế này, nếu cấp bậc thấp hơn tôi thì tôi đã thử động tay rồi nhưng bên kia có tận bốn tu sĩ bậc hóa thần, tôi đánh không lại nên không ra tay. Bốn người bậc hóa thần kinh nghiệm đánh nhau dày dặn có tu sáu ngang với cô, nếu thật sự ra tay thì không những không giành được phần thắng mà còn có thể bị bạo lộ thân phận, chỉ đành chịu thiệt trước. Dù gì hắn nhất định cũng sẽ tìm tới, đợi xếp tới rồi tính. Tuy là nghĩ như vậy nhưng lúc đó bị đá vào bụng, đánh vào mặt cũng đau thật sự. Một mình nằm đây còn đỡ, lúc này nhìn thấy tư mã tiêu, cô lập tức lại thấy khó chịu, không thong thả nổi nữa. Đã lâu lắm rồi trông sắc mặt tư mã tiêu không có khó coi tới vậy. Liêu đình nhạn cứ liếc nhìn hắn là lại thấy thêm chút sợ sệt, hắn như quay trở về dáng vẻ của tên cuồng sát nhân động trời lập tức muốn giết mấy người lúc ở Tam Thánh Sơn từ mã tiêu bế cô lên để cô tựa vào người mình lúc này mới nhìn thấy nửa bên kia khuôn mặt cô có một vết rạch dài còn đang dướm máu giống như dùng thứ gì đó sắc nhọn rạch lên ánh mắt của hắn vừa lạnh lẽo vừa u tối đưa tay chạm vào vết thương đã không còn chảy máu kia liêu đình nhạn đau 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 từ mã tiêu không để ý đến cô càng bóp lấy mặt cô mạnh tay hơn làm vết thương trên mặt cô lại tét ra máu tươi tràn ra như xương từ chỗ hở Liêu đình nhạn sợ sệt nấp ra sau, tổ tông, ngài ngừng lại đi, đau chết tôi mất. Từ mã tiêu bóp lấy gáy cô giữ cô lại trong lòng mình, không để cô nấp, nhích người tới trước liếm vào vết thương trên má cô, liếm mất những giọt máu tràn ra. Liêu đình nhạn nhìn thấy cầm của hắn, nhìn thấy xương quay xanh của hắn, còn nhìn thấy ít hầu chuyển động. Khuôn mặt cô nóng lên, cái nóng này tới từ môi lưỡi của nam nhân trước mặt cũng đến từ phản ứng cơ thể của chính cô. "Ơ không, ông làm cái gì đấy? Thế giới tu tiên đâu có phổ biến cái chuyện lấy nước miếng khử độc này đâu. Chúng ta đừng có chơi cái trò biến thái này được không?" Cô không kiềm được ôm lấy bụng mình theo bản năng, chỗ đó cũng có một vết thương, nếu mà cũng như vậy cô chơi không có nổi đâu, đã là người trưởng thành rồi, đừng có lộn xộn vậy chứ. Môi Tư Mã Tiêu còn vương máu cô, thần thái đáng sợ lại dán lên môi cô rồi bế cô đứng dậy. Liêu Đình nhạn vắt trên người hắn, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, cả người thả lỏng nằm liệt ra đó, cô thức than thở, chỗ này đáng sợ chết được ấy, tới cái giường còn không có, dưới đất lại lạnh, thuộc hạ của đại tiểu thư kia ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh cho tôi không dùng được linh lực nữa luôn rồi, vốn dĩ không gian của tôi còn có đặt một cái giường với đồ ăn mà cũng lấy không ra, tôi còn chưa có tắm, về rồi phải ngâm mình cái đã. Từ mã tiêu, im miệng. Liêu đình nhạn, cho tôi nói thêm một câu nữa đi, chúng ta đang đi đâu vậy? Cô còn tưởng là cứu người xong tên tổ tông này sẽ đưa cô về trước, nào ngờ hắn lại đi về phía vân đài cung cao nhất biệt cung. Liêu đình nhạn dọ hỏi, đi giết người à? Từ mã tiêu, chứ không thì đi đâu? Liêu đình nhạn, tôi thấy có thể đưa tôi về trước rồi tính. Từ mã tiêu sầm mặt, không đợi được lâu vậy, Nàng nằm yên ở đó, nếu không ta giết luôn cả nàng. Liêu Đình Nhạn, không phải chứ, sếp ơi sếp tức tới điên luôn rồi hả? Nói cái gì ngu đần vậy? Tôi là bảo bối nhỏ bé của anh đấy, anh nỡ giết tôi à? Từ Mã Tiêu hoàn toàn không giống như đang đùa, giọng điệu nặng nề, chết trong tay ta dù gì cũng tốt hơn trong tay người khác. Liêu Đình Nhạn không dám hé miệng. Hình như tên tổ tông này lại nổi cơn rồi không nói lý được đại cái rồi tính tối nay người đáng nguy nhất chắc chắn không phải cô xui xẻo nhất đám chính là nguyệt sơ hồi nguyệt sơ hồi thức giấc trên cái giường trải vải vân hà của nàng phát hiện bên ngoài có ánh lửa bực dọc hét toáng có gì bên ngoài đấy triều vũ lăn vào đây cho ta cửa mở ra người bước vào không phải là thị nữ hoang mang lo sợ của nàng mà là một nam tử lạ mặt chưa gặp bao giờ Trường y của hắn có dính máu, ôm lấy một nữ tử trong lòng, nữ tử che mắt lại, không nói tiếng nào. Nguyệt Sơ Hồi nhận ra đó là Vĩnh Linh Xuân trước đó ngang tàng với mình bị nhốt lại, lập tức hừ giọng, to gan, ai cho ngươi cái gan dám xông vào nguyệt cung ta. Người đâu, Hàn đạo quân, Giác Phong đạo quân. Nguyệt Sơ Hồi gào mấy lần cũng không thấy tiếng tăm gì, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Ngươi là ai? Các ngươi làm gì dụ bọn họ đi hết rồi? Ta nói cho mà biết, dù nhất thời dụ được bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng quay lại, đến lúc đó các ngươi không ai chạy thoát. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ được là mấy tên vệ sĩ hộ vệ của mình đã chết sạch rồi, dù gì ngoài bốn vệ sĩ tu sáu hóa thần ngoài mặt, nàng vẫn còn một người ngầm đi theo bảo vệ, tu sáu của người đó đã đạt tới luyện hư, có y ở đây, nàng có thể tung hoành ngang dọc ở ngoại phủ này. Liêu Đình Nhạn buông bàn tay đang che mắt xuống, liếc nhìn Nguyệt sợ Hồi đang ngồi trên giường. Hiện trường lật kèo, ai lật người đó biết liền. Từ Mã Tiêu đặt cô ngồi ở một bên, đi đến bến giường, bóp nát mấy pháp trận phòng ngự của Nguyệt Sơ Hồi vang ra, lại chặn lấy tín hiệu cầu cứu của nàng, bóp lấy cổ nàng kéo xuống giường, kéo đến bên cửa. Lúc Nguyệt Sơ Hồi đang liên tục chống trả nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hai mắt mở lớn, không dám tin cả người cũng cứng đờ. Liêu Đình Nhạn rất thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của nàng công chúa nhỏ này. Cô đã đi theo tư mã tiêu lâu đến vậy, cũng đã nhìn thấy không ít hiện trường gây án của hắn cũng còn chưa có kinh dị như lúc này. Những lần lúc trước còn nhịn được nhưng hôm nay cô thực sự nén không nổi, không che mắt lại là sắp nôn ra tới nơi rồi. Không thể nào, không thể nào lại như vậy, sao có thể? Nguyệt sơ hồi run rẩy, thấp giọng lầm bẩm biểu hiện lúc nhìn tư mã tiêu đã thay đổi trở nên khiếp đảm tột độ đa số những người đối diện với cái chết đều có dáng vẻ thế này hoàn toàn không giống với lúc họ giết người khác tư mã tiêu bóp cổ cô nàng kéo tới trước mặt liêu đình nhạn nói với cô nàng làm đi lột ra ả à trước rồi giết sau liêu đình nhạn hà 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 cô trượt xuống ghế quỳ ngay tại chỗ tôi không làm tư mã tiêu bắt lấy tay cô bóp ngón tay cô đâm sâu vào mặt nguyệt sơ hồi đầu ngón tay tụ thành hình mũi dao sắc nhọn hắn đã quyết định phải dạy cô tự thân lột ra giết người liêu đình nhạn cuộn tay lại nhưng làm sao so lại với sức lực của tư mã tiêu hắn vẫn choàng lấy người cô giữ lấy lưng cô kề má vào mặt cô mà nói bên tai người này ức hiếp nàng làm nàng bị thương nàng phải tự tay báo thù ả à rạch mặt nàng nàng phải lột ra ả à, ả à cho người đánh nàng nàng phải đánh gãy tất cả xương cốt kinh mạch trên người ả. À. Ả à làm nàng đau, nàng phải cho ả à đau đớn mà chết. Giọng điệu tư mã tiêu uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt đỏ ao vì giận dữ, khiến Nguyệt sợ hồi chết đứng trên sàn sợ hãi nước mắt tuôn lã trã, lớn tiếng xin tha. Tay của Liêu Đình nhạn run rẩy dữ dội, còn đau đến thét lên, tôi thật sự đau lắm, bụng đau cực kỳ, thật đấy, ngài bỏ tay ra trước, có gì từ từ nói chúng ta về đi rồi tính có được không? Từ mã tiêu, không được. Liêu đình nhạn nhổ ra một ngụm máu tại chỗ cho hắn xem, yếu ớt thì thảo. Tôi chịu không nổi nội thương nghiêm trọng thế này, ngài còn không cứu nữa tôi sẽ chết đấy. Từ mã tiêu cắn lên cổ cổ, khiến cô dẫy dụa như một con cá. Liêu đình nhạn nhận thấy sức ở tay hắn đã thả lỏng được chút, lập tức dẫy dụa thoát ra. Ông trầm lấy đầu tên tổ tông hung tàn này, hôn loạn xạ mấy cái ta sai rồi ta sợ đau lắm về dưỡng thương trước có được không xin ngài đấy tổ tông phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn